Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kinh nghiệm của yêuke.vn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng keo dán thủy sinh. Ở video này thì mình sẽ demo gắn cái cây ráy này vào đá nha các bạn. Trong các loại cây thủy sinh thì mình rất thích cây trồng cây ráy đấy. Đây là loài cây rất là dễ trồng, chúng ta không cần dùng phân nền mà có thể gắn trực tiếp vào đá hoặc là lũa. Nhưng ngoài ráy ra các bạn có thể dùng các loại cây khác nhé. Ví dụ như ta có dùng tân đế chẳng hạn, gắn vào lũa, hoặc là các loại rêu để gắn vào các cái cây lũa. Nếu không có keo thì các bạn có thể dùng chỉ buộc được nhé. Ở đây mình có keo, mình dùng lại keo xanh. Các bạn đọc thông tin trên cái hộp keo, cái tuyếp keo này, các bạn thấy nó có sự là instant glue, tức là keo dán tức thời, tức là rất là nhanh, tức là khả năng kết dính rất là nhanh. Nhưng thế mình phải đục cái lỗ ở cái tuyếp keo ra đã. Các bạn cẩn thận đừng để keo dính vào tay nhé, vì nó dính rất là nhanh mà, dính thậm chí dính nhanh hơn cả 502 ấy. Đây các bạn có thể cho trực tiếp lên cái rễ và phần đá. Các bạn cho một cái lớp giữa đá và rễ cây. Những loại keo này thường khá nóng các bạn ạ. Các bạn để không may dính vào tay nó khá nóng. Tuy nhiên rễ cây các bạn không lo đâu, nó không, tuy nhiên nó bị ảnh hưởng nhưng mà nó không quá trầm trọng đâu. Sau khi mà ta dính keo vào, ta cố gắng giữ khoảng 5 phút. Phải mất một thời gian thì nó mới kết nối được. Ngoài cái bố cục gắn cây lên đá này thì một cái bố cục mà có rất nhiều bạn sử dụng đó là gắn các loại cây lên lũa. Các bạn không cần dùng quá nhiều keo đâu. Đây video demo thì mình dùng hơi nhiều chút. Thực ra thì các bạn cũng không cần dùng quá nhiều keo làm gì cả. Dính rất là chắc. Nếu các bạn, một số bạn chưa biết thì cái đá mình đang cầm đây là đá Tiger nha các bạn. Cái loại đá này thì nó hình thù của nó có nhiều lỗ, nhìn nó đẹp. Đây bây giờ bắt đầu mình cho vào nước. Vì mình để nó thời gian hơi ngắn đấy, chưa đủ 5 phút đấy, nên mình cho nó nhẹ nhàng thôi. Các bạn để lâu một chút thì nó dính chắc hơn. Rồi, mình sẽ để này. Và đây là ngày thứ hai nha các bạn. Mình chuyển sang một cái chiếc bể khá khác rồi. Đây mình sẽ kiểm tra keo. Mình sẽ kiểm tra xem nó có dính có chắc không. Đấy, đây các bạn thấy là nó dính rất là chắc. Đấy, dính rất chắc các bạn. Dính rất là chắc. Cây dính chắc vào đá. Các bạn không cần, như mình nói ban đầu đấy, ta không cần dùng quá nhiều keo đâu, chỉ một ít thôi. Đấy, rất ok đúng không ạ? Cái này nhìn nó gọn gàng hơn là dùng buộc chỉ. Buộc chỉ nhìn nó thô. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.